Xin chào các anh chị, tôi là Huỳnh Tấn Trọng, tôi là cộng sự của thầy Hoàng Ngọc Sơn. Tôi có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Forex. Ngày hôm nay tôi làm video này mong muốn chia sẻ cho các anh chị là kết quả kinh doanh trong 3 tháng vừa qua. Đầu tiên là tháng 10, tôi đã chia sẻ tổng cộng là 11 lệnh và chỉ thu 1 lệnh. Qua tháng 11 cũng là gì? 11 lệnh và thu 1 lệnh. Qua tháng 12 kết quả hiện tại là 4 lệnh và chỉ thu có 2 lệnh thôi. Trong suốt thời gian livestream á thì rất là nhiều anh chị á inbox riêng cho Trọng, muốn hỏi Trọng á là phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và rất là nhiều vấn đề xung quanh về Forex. Thực sự á là Trọng cũng mong muốn á là chia sẻ và giúp đỡ cho các anh chị. Tuy nhiên cái thời gian của Trọng thì nó không có nhiều, thì không thể giúp chia sẻ hết tất cả cho từng anh chị. Thì các anh chị nào á mà có mong muốn đạt được cái kết quả những kiến thức giống như Trọng thì hãy đăng ký ngay cái khóa học Kimono Trader. Trọng sẽ để cái đường link bên dưới, các anh chị hãy click vào và tham gia cái khóa học này. Đặc biệt các anh chị nào ở Sài Gòn, ở Thành phố Hồ Chí Minh thì hãy ngay lập tức liên hệ ha, click vào đường link này thì sẽ các bạn hỗ trợ sẽ sắp xếp chỗ học cho các anh chị. Còn các anh chị nào ở xa hoặc là những còn nghi ngại về những cái kết quả Trọng show ra trên đây thì các anh chị có thể click vào cái đường link bên dưới. Cái đường link này Trọng sẽ để cái kết quả kinh doanh cho các anh chị xem và anh chị có thể so sánh và đối chiếu. Và Trọng còn để thêm một cái đường link đó là livestream ha, cái lịch livestream trên fanpage là thứ 3, thứ 4, thứ 5 hàng tuần. Các anh chị có thể vào đó để đối chiếu để sẽ được Trọng chia sẻ tận tình ha. Thì cái video này thì Trọng kết thúc tại đây ha. Hẹn các anh chị tại cái khóa học Kimono Trader nha. Rồi, các anh chị nhớ nha, hãy click vào cái đường link bên dưới, hãy đăng ký khóa học nha. Rồi, xin chào các anh chị, bye bye.